Người dùng iPhone và các bảng iPhone sở trái pin đã lầm to rồi. Đây là bảng giá thay pin các dòng máy iPhone. Các bạn có thể thấy là ngay cả với dòng iPhone mắc tiền nhất, đó chính là 14 Pro Max, hay những chiếc máy còn lại trong dòng 14 series thì cũng chỉ có mức giá là 2 triệu đồng. Tiếp theo với dòng 13 chỉ là 1 triệu 500 ngàn đồng. Tương tự với dòng 12 series cũng chỉ là 1 triệu 500 ngàn đồng. Mà các bạn đã biết mặt bằng chung mức giá của dòng 12 series, hàng mới bây giờ cũng rơi vào tầm trên 15 củ. Còn với dòng 13 series nó sẽ là hơn 20 củ. Với dòng 14 series thì mức giá nó phải trung bình hơn 30 củ. Tính ra cái viên pin này giá trị của nó chả đáng bao nhiêu với số tiền mà các bạn mua máy. Các bạn cứ xài tẹt ga đi. Pin iPhone nó cũng không phải là dễ chai đâu, nhanh lắm thì 2 năm chai. Các bạn thay pin thì cũng chỉ tốn 1,5 đến 2 triệu đồng. Tính ra là cứ mỗi 1 năm các bạn chỉ tốn mấy trăm ngàn tiền pin thôi. Cho nên mình thấy các bạn cũng đừng nên quá ám ảnh về cái vấn đề là chai pin ở trên iPhone nữa nhá. Được. Hảo án.